Anh cứ ghi chữ Quảng Ninh vào đi cho em. Và các quý vị lúc này đang là buổi sáng ngày 9 tháng 3 năm 2019 và Đồng Hồ Hiền chân thành cảm ơn các bác đã từ Quảng Ninh về để ký với chiếc tủ chắc. Đây là chiếc cuối cùng trong 4 chiếc. Các bác hôm trước đã lấy mấy cái rồi, bây giờ về lại đến đặt tiếp và lấy tiếp. Anh ơi, vừa nãy anh đọc cho em là về phường nào? Phường Cao Thắng ạ. Phường Cao Thắng, thành phố Hạ Long. Anh ơi, thế là đã đến cái cây cầu dây văng đẹp đẹp chưa? Đến cầu đi tiếp hay gì anh? Qua cầu đi thôi. Qua cầu bãi cháy xuống tí. Qua cầu bãi cháy độ bao nhiêu ạ? Bao nhiêu mét ạ? Có nửa cây ạ. Vâng. 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 Chỗ đấy là phường Cao Thắng ạ. Phường Cao Thắng, thành phố Hạ Long, đi qua cầu Hạ Long là 500 mét. Vâng, rẽ trái ạ. Không đi thẳng luôn. À, đi thẳng luôn ạ. À, đi qua cầu bãi cháy. Vâng. Và các quý vị, đây là chiếc tủ áo cũ chắc là 120 triệu. Gần công an cứu hỏa. Vâng. Như vậy chiếc này thì mấy hôm nữa sẽ đi về phường Cao Thắng của thành phố Hạ Long, Quảng Ninh. Và bác lại đặt tiếp hai chiếc nữa. Thì để tiện mẻ thì bác nào có đặt thì đăng ký tiếp. Thời giá lúc này vẫn là 120 triệu một chiếc. Còn sau này gỗ lạt nó có thể tăng thì chúng tôi tính toán sau. Tạm biệt quý vị.